nhập ID Apple, kiểm tra lại, tắt máy khởi động lại. Nói chung các bạn kiểm tra thoải mái, mình vừa bắt xong là nó xài như một cái máy bình thường thôi các bạn, không có thành vấn đề nha. Rồi để mình nạp ti vô menu, kiểm tra full chức năng. Alo, xin chào các bạn. Mình đang nhận bypass một cái máy mà nó bị quên iCloud khóa cho chủ sở hữu nè. Để mình ghim vô máy tính á, mình xem từ nó iPad gì, iOS máy để mình có cách mình làm cho các bạn. Máy này thì iPad Gen 6 nè, iOS khá là cao ha, iOS 17, bản Wi-Fi nha các bạn. Cái máy này thì không có xài SIM ha. Giờ mình mở đi vào manager lên, rồi như thói quen thôi, mình kiểm tra coi thử máy tính nó nhận driver đầy đủ chưa. Rồi tiếp tục mình mở cái tool đó. Mình bypass nha. Máy này thì iOS 17. Đầu tiên là mình phải get cái file hello trước. Các bạn thấy nó nói là mình phải đổi qua cái số series của cái tool á, mình mới bypass được. Tại sao phải đổi á, thì những cái dòng iPad mà xài wifi hiện tại thì mình bypass á, mình vẫn phải đổi cái số series nha các bạn. Muốn đổi số series á, thì các bạn phải vô chế độ mà hành màu của cái điện thoại hoặc là cái iPad á, rồi mình mới đổi được số series nha. Rồi tiếp tục mình vô depo theo cái tool nó hướng dẫn nè. Khi vô depo xong á thì nó sẽ tiến hành nó chạy boot nick. Thì lúc này các bạn cứ đợi đi. Để nó boot nick xong á, nó sẽ boot bubble. Rồi nó lên chế độ bằng màu á, nó mở cho mình một cái cổng. Rồi mình sẽ đổi số series nào đó theo cái tool hoặc là số series nào đó mà các bạn thích nha. Rồi lúc này thì các bạn cứ đợi thôi. Mình cứ đừng có nôn nóng, chuẩn bị một cái cọc cáp zin tốt á, kết nối với máy tính ok là các bạn bypass đó phà phà các bạn ơi. Khi này thì nó kêu là mình có muốn đổi số series qua trực tiếp cái tool luôn không. Các bạn bấm Z thì nó sẽ đổi tự động luôn, còn các bạn bấm No thì nó sẽ đổi số series nào đó thì các bạn dán vô các bạn thích nha. Thì mình đổi luôn á, thì mình bấm Z. Rồi khi mà mình bấm Z á thì lúc này nó sẽ boot bubble, rồi nó lấy file từ server á, nó về chế độ màn hình màu của cái iPad, rồi tiến hành nó mở một cái bọt là một cái cổng á các bạn, cổng cơm á, rồi mình nó sẽ đổi tự động luôn. Cái lúc này thì nó khá là lâu ha, các bạn cứ đợi. Đã nó lên chế độ màn hình màu nè, ngon lành luôn. Rồi bắt đầu nó mở cho mình một cái bọt, các bạn nhìn thấy không, nó mở thêm cái cổng cơm mới nè, rồi nó sẽ tự động nó đổi qua số series luôn. Những cái dòng iPad mà nói chung là dòng cao cao một xíu á, ví dụ Gen 6, Gen 7 hay là dòng Pro á, những cái chip A10X trở lên đó các bạn, thì nó đổi số series nó tự động nó mở một cái bọt luôn nha, mình không có cần cáp DCSD hay là gì đó lằng nhằng nha các bạn. Khi mà đổi xong nè, các bạn kiểm tra số series lại rồi ngon lành nha. Rồi mình trở lại mình bypass hello thôi. Nói chung tool nào thì các bạn đổi số series theo tool đó, chứ không phải là mình muốn số series vui vui á, mình lục trên mạng mình thấy số series nào ốp á, các bạn về các bạn đổi là cái máy nó sạch iCloud là không có đúng nha các bạn. Nhiều lúc các bạn hỏi mình cũng không biết trả lời sao luôn. Thì mình get hello, rồi nó kêu đưa vô chế độ recovery depo, rồi mình cứ bấm Z là nó sẽ chạy tự động luôn. Rồi lúc này thì các bạn vô trên lại chế độ boot nick cho nó để nó boot ram disk. Rồi active hello, mình làm giống như những cái máy mà mình bypass bình thường trên kênh đó các bạn. Các bạn theo dõi kênh mình thì các bạn hiểu không. Thì lúc này thì các bạn đợi cho nó vô boot disk, rồi mình boot ram disk, active hello là xong. Các bạn nhớ là mình phải chọn đúng iOS nha. Máy này thì iPad iOS 17 khá là mới. Tình trạng thì khóa cloud, khách hàng họ cũng quên mất tiêu rồi, mà modem wifi nha các bạn. Rồi cái lúc này thì mình cứ đợi cho nó boot ram disk. Boot ram disk thành công thì mình active hello. Cái tool này hiện tại các bạn chạy á, thì mình phải order series nha. Các bạn nào cần làm thì liên hệ với mình order giúp các bạn. Nói chung nó cũng vui vẻ thôi các bạn. Cái này là tool có phí nhưng mà nó không có đáng kể ha. Nhưng mà quan trọng nó được việc. Thì các bạn thấy cái nào tiện thì các bạn làm. Thì các bạn cần liên hệ thì dưới mô tả video mình có để mấy đường link nè. Các bạn liên hệ trực tiếp với mình. Mình hỗ trợ giúp các bạn, cái nào mình biết thì mình trả lời ha. Vỗ tay, vỗ tay. Rồi mình boot ram disk xong á thì mình active hello. Rồi các bạn đợi cho cái tool nó làm việc.
Cái này là tool này hiện tại là nó hỗ trợ khá là nhiều dòng máy nha các bạn, tất cả trong một luôn. Mình bypass, mình mở tool trực tiếp mình chạy luôn các bạn, mình không có cần tool này tool kia, nó hơi lằng nhằng ha. Rồi bypass xong nè các bạn, đợi cái máy nó boot lên. Trong thời gian đợi thì làm ly cà phê với mình cho nó vui nha anh em. Rồi cảm ơn các bạn. Khi mà máy vô trong á thì các bạn nhập ID Apple, kiểm tra lại, tắt máy khởi động lại. Nói chung các bạn kiểm tra thoải mái, mình vừa bắt xong là nó xài như một cái máy bình thường thôi các bạn, không có thành vấn đề nha. Rồi để mình activate vô menu kiểm tra full chức năng. Các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.